Theo các chuyên gia đông y, ba kích được xếp trong nhóm thuốc bổ dương rất tốt cho sức khỏe. Trong những năm gần đây, loài cây này ngày càng được biết đến nhiều và được sử dụng phổ biến hơn, với nhiều công dụng tuyệt vời. Nhưng không phải ai cũng am hiểu để nhận dạng đúng hình ảnh cây ba kích. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn thông tin về hình ảnh nhận dạng cây ba kích. Cây ba kích tên gọi khác cây ba kích hay còn có tên khoa học Meringa officinalis, sâu cây ba kích hay còn gọi là cây ruột dạ, chậu phóng xì, ba kích thiên, là một loại dây leo thuộc họ cà phê. Mô tả hình ảnh nhận dạng cây ba kích: cây thuộc họ dây leo, bằng thân quấn, sống nhiều năm, lá cây dài 6 đến 15 cm, rộng 2,5 đến 6 cm, cuốn lá ngắn. Lá cây có hình mát, hình thuông hoặc hình bầu dục thuông nhọn, lá mọc đối xứng, phiến lá cứng có nhiều lông ở mép và cân, lá cây khi già ít lông hơn, có màu trắng mốc. Khi lá non mầm ba kích có màu xanh lục, kho già thì có màu trắng giống như mốc, lá kẹn mỏng ôm sát vào thân. Cành ba kích non, có cành hóa, cây ba kích mới nở có màu trắng, về sau chuyển đất màu vàng, hoa có chùm nhỏ thường tập trung thành tán ở đầu cành. Quả cây ba kích hình cầu khi chín có màu đỏ cam. Mùa hoa nở tháng 5 tháng 6, mùa quả tháng 7 đến 10 phân bố. Cây ba kích thường mọc hoang vùng trung du, miền núi các tỉnh phái Bắc nước ta. Cây dây leo mọc THNAHS bụi chằng chịt ở bờ, no về khép NG rẫy. Cây phân bố nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Giang, Lạng Sơn. Hiện nay nước ta cũng đã nghiên cứu và trồng cây ba kích. Cây trồng khoảng 3 năm là có thể thu hoạch rễ làm dược liệu. Bộ phận sử dụng, rễ, củ. Xem thêm, kỹ thuật trồng cây ba kích. Tác dụng của cây ba kích theo đông y: từ xa xưa ba kích có vị ngọt, tính ấm, khá tốt cho người già, nam giới, người ốm lâu không khỏi, cơ thể suy nhược và thường được sử dụng để điều trị nhiều căn bệnh khác nhau. Dưới đây là những tác dụng chính của cây ba kích mà không phải ai cũng hiểu biết. Trị thận hư, đau lưng. Tác dụng của ba kích chính là thành phần dược lý của ba kích có tính ngọt, tính ấm vào kinh thận, giúp ôn thận, tráng dương, cường tráng cân cốt, khử phong thấp, trị huyết áp cao. Theo nghiên cứu của đông y đã chữa 360 trường hợp bị huyết áp cao, thì kết quả thành công đạt tới 74% người đã thuyên giảm bệnh huyết áp cao, nhất là đối với phụ nữ bị cao huyết áp ở thời kỳ hết kinh, kết quả thấy rõ rệt. Bổ thận, tráng dương từ lâu, ba kích đã được xem là phương thuốc thần kỳ dành cho các quý ông với công dụng bổ thận, tráng dương. Đối với nhân nam, bộ phận sinh dục không tốt, ba kích có tác dụng làm tăng khả năng giao hợp, đặc biệt đối với những trường hợp giao hợp yếu và thưa. Ba kích có tác dụng tăng cường sức dẻo dai, mặc dầu nó không làm tăng đòi hỏi tình dục, không thấy có tác dụng kiểu androgen. Trên thực tế có tác dụng hỗ trợ và cải thiện hoạt động sinh dục, cũng như điều trị vô sinh cho những nam giới có trạng thái vô sinh tương đối và suy nhược thể lực. Trị đau nhức xương khớp, mỏi mệt ở người già. Với những người già ăn ngủ kém, mệt mỏi gầy yếu, khi sử dụng ba kích trong một thời gian dài sẽ giảm các triệu chứng đau khớp. Ba kích có tác dụng tăng lực rõ rệt, thể hiện qua những cảm giác như đỡ mệt mỏi, ăn ngon, ngủ ngon và những dấu hiệu khách quan như tăng cân nặng, tăng cơ lực. Ba kích nâng cao sức đề kháng, dùng phương pháp gây nhiễm độc cấp bằng ammoni chloride trên chuột nhắt trắng với liều 15 giờ trên kg. Sản phẩm ba kích tím giúp nâng cao sức đề kháng, giảm hẳn các triệu chứng xấu cho nhiễm độc cấp gây nên. Một số công dụng khác ngoài các tác dụng như trên, ba kích còn có những tác dụng khác như hỗ trợ điều trị liệt dương, lưng gối mỏi đau, mặt trắng nhợt nhạt, chân tay lạnh, trị bụng ứ kết lạnh đau. Xem thêm, tác dụng tuyệt vời của ba kích. Xem thêm, cây ba kích có tác dụng gì. Hình ảnh nhận dạng cây ba kích: lá cây ba kích. Hình ảnh thân, quả ba kích. Thân cây ba kích: quả cây ba kích cũ, rễ ba kích tươi cũ, rễ ba kích tươi cắt ngang. Hình ảnh củ cây ba kích khô: giá trị của cây ba kích mang lại rất nhiều hiệu quả cho sức khỏe con người sử dụng mà chúng ta không thể chối cãi. Vì vậy, những hình ảnh nhận dạng cây ba kích trên đã giúp các bạn phân biệt được cây dược liệu ba kích thật sự chưa? Rất mong các bạn là người tiêu dùng thông minh đủ sáng suốt để tìm hiểu thông tin về cây ba kích và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé.
Nếu bạn muốn tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.